Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Tây Bắc Bộ, trong hôm nay trời tiếp tục có nắng nhưng không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 31-34 độ, trời hơi oi bức về trưa và chiều. Sau đó về chiều tối thì hội tụ gió hình thành do tác động của gió đông nam thổi từ biển vào, gặp rễ Hoàng Liên Sơn, hội tụ lại sẽ gây ra mưa cho các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La với lượng mưa từ 10-20mm. Còn lại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay mưa rào nhẹ cũng chỉ xảy ra cục bộ về đêm và sáng, nên nhiệt biến đổi không nhiều so với ngày hôm qua, thấp nhất từ 25-27 độ và cao nhất xấp xỉ từ 32-34 độ. Từ ngày mai, áp thấp phía Tây có xu hướng hoạt động trở lại, dự báo toàn miền Bắc tăng nhiệt nhanh, nắng nóng có khả năng quay trở lại. Còn với khu vực các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ, từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi thì các hình thế gây mưa không xuất hiện, nên hầu khắp khu vực chỉ có mưa một vài nơi trong khoảng đêm và chiều tối. Ban ngày thì trời sẽ khá oi nóng với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 33-35 độ. Cũng từ ngày mai, khi áp thấp nóng phía Tây hoạt động trở lại thì nắng nóng sẽ gia tăng trở lại. Ở phía Nam, liên tiếp những ngày qua những cơn mưa lớn liên tục trút xuống thành phố Hồ Chí Minh, gây ra ngập úng, ảnh hưởng giao thông đi lại của người dân. Mưa lớn không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra ở nhiều địa phương khác thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ vẫn là những vùng mưa có mưa vừa đến mưa to. Trong đó thì khu vực phía Tây các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước hay là Bình Dương và vùng ven biển miền Tây là các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau là những nơi có khả năng vẫn xuất hiện mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Cần đề phòng ngập úng tiếp diễn ở nhiều tuyến đường trũng thấp tại khu vực Nam Bộ với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, còn có thể có thêm nguy cơ về tình trạng lũ quét hay là sạt lở đất. Từ ngày mai, rãnh áp thấp suy yếu dần, mưa rông trên các khu vực này sẽ có xu hướng giảm. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Giữa vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió nam đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây đến tây nam cấp 5. Đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Giữa vùng biển phía tây gió đông nam đến nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.